Chúng ta đều biết rằng cuộc vui nào cũng phải kết thúc và khi mà Xiaomi đã không còn giữ được vị thế là một trong những nhà sản xuất phá giá smartphone nhất từ trước tới giờ thì bây giờ chúng ta đang mong chờ rằng có nhiều những con rắn được chặt đầu và mọc thêm nhiều những cái đầu khác Chính xác, chúng ta đang nghĩ đến Realme, Nozo, Techno, Pova và nhiều hơn thế nữa có thể đến từ cả Samsung khi mà năm nay họ ra mắt rất nhiều sản phẩm dòng A có mức giá cực kỳ tốt Và khi mà những sản phẩm smartphone đến từ Xiaomi ngày càng có mức giá cao hơn thì những sản phẩm nào đang thay thế những sản phẩm này để trở thành ông hoàng phá giá với những cái mức P trên P nó thật sự là tốt và liệu rằng Xiaomi có còn đang giữ được vị thế của mình hay không? Hãy làm rõ trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relap. Hãy có một thứ hai đầu tuần thật là nhẹ nhàng nhá. Ờ uh, hiện tại nếu như các bạn đang nói về những cái sản phẩm như là Redmi Note 11 Pro 5G thì các bạn đều thấy ở mức giá của nó có thể lên đến là khoảng 8 triệu đồng cơ. Với một con chip cũng không còn là quá mạnh mẽ, với những cái trải nghiệm cũng không phải là quá mới mẻ gì cả. Chúng ta biết được rằng trong tầm giá này thì còn có quá nhiều những sản phẩm khác, nhưng với Xiaomi năm nay thì đây rõ ràng là một cái sự thất vọng khi họ không mang đến cho chúng ta những sự phá giá quá là nhiều. Tuy nhiên, mình đã nói rồi, Redmi Note 11 Pro nếu như các bạn so sánh với nhiều sản phẩm trong tầm giá khác thì chỉ là nó không phá giá nữa thôi, chứ còn thực chất là mức giá của nó đang quá tốt so với tất cả những Realme, Samsung hay là nhiều sản phẩm đến từ Oppo khác. Và nếu các bạn đang quan tâm đến những chiếc Redmi Note 11 Pro 5G thế này, các bạn hoàn toàn có thể click vào đường link ở phía bên dưới đến ngay với diễn động Việt. Chúng ta có rất nhiều chương trình từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 5 sẽ có giảm giá chỉ còn là 7 triệu 890 000 mà thôi. Đừng quên click vào đường link ở phía bên dưới nha. Ngày xưa mình có nhớ là cái câu chuyện là cho kẹo ấy, có một đứa bé mỗi ngày được cho một cái kẹo đúng không? Và khi mà nó không còn được cho kẹo nữa thì nó bắt đầu đòi hỏi thêm. Thì mình muốn nhấn mạnh với các bạn rằng đến thời điểm bây giờ cái kẹo đấy đó là những cái mức P trên P rất là cao Mức giá nó quá là rẻ rồi mà lại có một cấu hình thực sự là tốt, có những cái trải nghiệm thực sự là tốt. Thì bây giờ Xiaomi gọi đơn giản là những cái kẹo đấy nó không còn nhiều thôi. Quan trọng ở đây, chúng ta phải nói về cái tầm giá quốc dân, đó là dưới 5 triệu đồng thì Xiaomi đang làm những gì ở thị trường của chúng ta và những hãng khác đang như thế nào? Khoảng 4 đến 5 triệu, chúng ta có Redmi Note 11, Realme Narzo 50 và Samsung Galaxy A13 có lẽ đây là cái tầm giá mà Xiaomi đã bắt đầu chạm đến để khai thác bắt đầu lấy lãi điện thoại rồi. Khi mà cái sản phẩm Xiaomi Redmi Note 11 của chúng ta nó không có quá là nhiều những cái sự cải biến đáng kể và đặc biệt là mình thấy năm nay các bạn chê cái con chip Snapdragon 680 khá là nhiều. Kèm theo một cái camera 50 megapixel bên cạnh đó nữa là chúng ta không có quá là nhiều thuật toán quá tốt để giúp cho các bạn có một cái khả năng chụp ảnh thật sự là tuyệt vời. Nếu các bạn nhìn sang những bên khác có Nazo 50 đây là một trong những con mà mình cảm thấy ưng ý nhất. Chúng ta có màn hình IPS LCD, à, tần số quét 120Hz. Chúng ta có con chip Helio G96 và phải đến trong tầm giá là khoảng hơn 5 triệu đồng thì Redmi Note 11S mới bắt đầu được sở hữu các bạn. Chúng ta sẽ có viên pin 5000mAh sạc nhanh 33W không kém gì Redmi Note 11 phiên bản tiêu chuẩn cả và chúng và tất nhiên chúng ta vẫn có camera 50 megapixel được tinh chỉnh thuật toán một cách tuyệt vời để các bạn vẫn có thể cho ra những bức ảnh tốt và mình tin là trong tầm giá này nó vẫn có khả năng chụp ảnh nhỉnh hơn so với đại diện đến từ Xiaomi còn trong tầm này thì rõ ràng Samsung vẫn chỉ gọi là bắt đầu bán giá dày hơn mà thôi Bởi vì cái A13 năm nay có thể chúng ta nói là tốt nhưng bản thân mình thấy rằng cũng không thực sự có quá nhiều điểm khác biệt. Chúng ta có một con chip Exynos 850 tiến trình 8 nanomet, chúng ta có khả năng quay phim chụp ảnh vô cùng ổn, chúng ta có một cái thương hiệu, có một cái brand name cực kỳ lớn thì rõ ràng các bạn thấy rằng là nếu như những năm trước chúng ta không bao giờ lo lắng à, mấy con A12 không có cửa để so với mấy Xiaomi thì năm nay mặc dù A13 vẫn chưa có cửa để so với những chiếc Redmi Note nhưng các bạn đều thấy rằng là A13 năm nay nó là một sự khác biệt so với A12 của năm ngoái rồi Có nghĩa là mặc dù nó vẫn thua Nhưng mà các bạn đều thấy rằng nó đang nhăm nhe đe dọa lên cái vị trí của Redmi Note 11 Và các bạn đều thấy rằng trong tầm giá từ 4 đến 5 triệu đồng Có thể là Redmi Note 11 vẫn làm rất tốt Nhưng vấn đề rằng Đã có những cái tiền khác Xoán ngôi trong vị trí này rồi Và bởi vậy trong tầm giá này mình sẽ không khuyên các bạn mua Redmi Note 11 Mình sẽ khuyên các bạn lựa chọn lấy những Realme Narzo 50 Với một cái khả năng được tối ưu tốt hơn về tất cả mọi mặt. Thế còn tầm giá từ 3 đến 4 triệu thì sao? Chúng ta có bốn đại diện cơ. Đây là cái tầm giá mà Realme rất yêu thích và có thể cạnh tranh song phẳng, thậm chí còn ngon hơn rất nhiều so với những sản phẩm đến từ Xiaomi. Thậm chí chúng ta còn có cả những cái tên đến từ Techno nữa. Các bạn sẽ có đây là bốn chiếc mới nhất bao gồm Redmi 10C, Realme C35, Nozo 50A Prime và Tecno Pova 2. Hiện tại thì Tecno Pova 2 nó đã ra mắt được khá lâu rồi nhưng nếu các bạn nhìn vào Tecno ấy thì đây vẫn là con máy mới nhất trong tầm giá là khoảng từ 3 đến 4 triệu như thế này. Và thực tế mặc dù là Realme bán rất nhiều trong tầm giá này. Nhưng các bạn đều thấy rằng khi mà chúng ta mang trở lại và so sánh với những Redmi 10, những Redmi 10C thì các bạn đều thấy rằng những cái sản phẩm như là Realme C35 này, Realme C25i này, Nazo 50A Prime này hay là Tecno Pova 2 để các bạn so về cả thời lượng pin, các bạn so về cả con chip, các bạn so về cả màn hình Thì chưa chắc đã có thể so lại với cả Redmi 10C Redmi 10C là một cái sản phẩm có lẽ ở trong tầm giá này Để mà sử dụng theo một cách thực dụng nhất Thì có lẽ là Redmi 10C hay là Redmi 10 vẫn làm quá là tốt luôn Đa phần những đại diện đến từ những hãng khác à, Chúng ta có Realme C35 mà bọn mình đang làm chương trình giveaway này năm 50A Prime này hay là Pova 2 này thì đa phần những sản phẩm đấy đều đi theo một cái xu hướng nó hơi thời trang một chút còn riêng Technopova 2 là sẽ đi theo cái xu hướng là nó thực dụng thật sự luôn một con chip cũng khá là ổn đến từ MediaTek Helio một thời lượng pin lên đến 7000 mAh và nếu như các bạn đặt lên hết bản cân thì các bạn đều thấy rằng nếu như trong tầm giá 4 đến 5 triệu họ đang bị đe dọa vị trí thì trong tầm giá khoảng 3 đến 4 triệu rõ ràng họ vẫn đang làm quá tốt với những Redmi 10C, những Redmi 10 mà cá như mình thấy rằng nếu các bạn không thực sự đầu tư và cái mặt thời trang của điện thoại trong tầm giá này Thì các bạn hoàn toàn có thể gắn bó với những Xiaomi Gắn bó với những Redmi trong tầm giá từ 3 đến 4 triệu Công nhận là con Redmi 10C nó không thực sự quá đẹp Redmi 10 cũng thế Nhưng để mà sử dụng thật sự là thực dụng ấy Thì mình thấy rằng vẫn hơn khá, khá sản phẩm Đến từ cả Realme, đến từ cả Tecno Trong tầm giá 3 đến 4 triệu Và cuối cùng chúng ta hãy nói tầm giá từ 2 đến 3 triệu Với 3 sản phẩm Redmi 9A, Tecno Spark 8C và Nazo 50i trong tất cả những sản phẩm này thì mỗi con nó lại đi theo một xu hướng làm khác nhau. Có một vấn đề đó là Redmi 9A nó không phải là một sản phẩm quá mới, nó được bán khoảng 2 năm nay rồi. Nhưng trong cái um, bối cảnh chúng ta chưa có được sự phục vụ của Redmi 10A thì chúng ta cũng phải đủ hiểu rằng là Redmi 9A nó vẫn đang có một cái vị trí vô cùng tốt và nó đã là một trong những con điện thoại bán chạy nhất thế giới trong năm 2021. À, nếu mà so với Tecno Spark 8C Thì các bạn sẽ thấy rằng đây là một con điện thoại nó có mức giá quá ngon Màn hình không phải là quá đẹp Nhưng toàn bộ những thứ khác về trải nghiệm sử dụng Cực kỳ mượt mà Thời lượng pin tốt Cầm nắm ổn Nó chỉ có một vấn đề duy nhất Đó là cái khả năng thiết kế Cái chất lượng biểu của sản phẩm Gõ vào nó hơi xốp xốp một chút và nó khiến cho chúng ta hơi phải cân nhắc một tẹo à, Narzo 50i đây là một sản phẩm thiên hẳn về cái khả năng thiết kế Và màn hình của nó cũng khá là ổn Nhưng mà tất cả khi chúng ta quay trở lại với khả năng gaming Thời lượng pin và nhiều những thứ khác có cả camera nữa Thì chưa chắc đã có thể ăn lại được Redmi 9A đó các bạn ạ Redmi 9A nó không phải là một sản phẩm quá xuất sắc nhưng nó bán với một mức giá rất là tốt Build của sản phẩm thì cực kỳ tốt, cầm nắm trên tay vô cùng chắc chắn Và nó sẽ mang lại cho các bạn cảm giác cực kỳ yên tâm nếu các bạn mua cho trẻ con trong nhà Và đặc biệt là những sản phẩm này có bảo hành chính hãng tại Việt Nam Tecno Spark 8C cũng thế, Nazo 50i thì cũng thế Nhưng các bạn đều thấy rằng là những sản phẩm này nó không có được danh tiếng tốt như ở Redmi và bởi vậy, nhiều người vẫn chọn Redmi 9A thay vì những sản phẩm mới đều là như vậy. Mặc dù mình đã hết lời khen những sản phẩm trước đó, đến từ Tecno, đến từ cả Realme trong tầm giá này rất rất nhiều rồi. Nhưng nếu để mà chọn với những người không quá am hiểu, với những người quăng cuột điện thoại và với những người không sành điện thoại sách tay hay là điện thoại của những hãng mới trong tầm giá này thì có lẽ là vẫn nên gắn bó với Redmi 9A. Và sau video này, chúng ta kết luận ra được điều gì ạ? Có thể là Redmi, Xiaomi họ đã bắt đầu không còn phá giá ở trong những phân khúc dưới 10 triệu và trên 5 triệu đồng rồi. Nhưng chúng ta vẫn có thể chấp nhận rằng đây vẫn là những sản phẩm rất tốt trong cùng tầm. Thế nhưng câu chuyện này với những cái sản phẩm dưới 5 triệu thì có lẽ rằng Redmi hay là Xiaomi họ đang bị đe dọa ở phân khúc từ 4 đến 5 triệu mà thôi. Còn dưới 4 triệu mình tin rằng đây vẫn là sân chơi của Redmi. Họ bắt đầu thu lãi, bắt đầu thu lời ăn dày nhiều hơn từ tầm giá 4 triệu đổ lên đến 10 triệu và thậm chí là vài chục triệu với những Xiaomi 12 Pro nhưng họ vẫn giữ nguyên tôn chỉ của mình với những sản phẩm dưới 4 triệu đây vẫn là những sản phẩm tuyệt vời và nếu như các bạn mua chính hãng ở Việt Nam mình không nói đến sách tay nha với những sản phẩm mới nhất các bạn đi đâu cũng mua được đại lý nào cũng mua được thì Xiaomi vẫn luôn luôn lựa chọn quá tốt